tay đây là cái cam 70 Line. Đây là cái bản quốc tế. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết mọi người cái lắp đặt và cách sử dụng ứng dụng để mình có thể tải cần thiết ở trên điện thoại để cho những anh em ở xa sẽ sử dụng. Đây, đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt. Review cái cam đi. Rất là nhanh. Cái cam này thì nó có cái quay đêm rất là nét. Đây, mọi người xem này. Cái này là đạt cái giải thiết kế của năm 2019. Cái mẫu rất là đẹp. Đây là cái màn hình nhỏ gọn. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Ok. Để lắp được cái này, đầu tiên phụ kiện nó đi kèm đều có tẩu sạc và dây kèm hết rồi. Dây thì rất là dài. Dây rất là dài, đủ để mọi người đi được các dòng xe. Thì cái này thì để đơn giản cho anh em thì mọi người đi dây và cắm vào tẩu sạc. Đây là dây. Ok, đầu tiên là cách gắn cam. Gắn cam thì anh em chú ý nhé. Nhiều người không biết thì sẽ không sử dụng đến cái miếng này, nên là dán vào kính thì rất là, sau bóc ra rất là khó. Thì nó có cái miếng dán ni lông này kèm. Thì mình sẽ dán lên kính trước, xong rồi mới dán cái đế sạc. Đây, dán cái đế sạc. Đầu tiên là mình sẽ gắn cái đế sạc này vào cam trước. Đây. Kể cả GPS cũng thế, GPS, modem GPS thì cũng lắp như này thay cái đế. Ok. Tiếp theo là mọi người gắn cái ni lông này vào cái chính. À, ví dụ em hay để ở giữa, ở cái phần sau sau gương chiếu hậu đây. Đấy. Ui giời. Ok chưa? Mọi người bóc cái siêu che mắt cam và cái siêu của màn hình đi. Tiếp theo là cố định cam. Cân chỉnh qua cái khuôn khuôn sẵn rồi thì mọi người gắn rất là dễ. Ok. Đấy là gắn cam xong. Tiếp theo là mọi người gắn thẻ nhớ nhé. Thẻ nhớ đi kèm cam là được tặng thẻ nhớ 32GB mọi người nhé. Thì cái này nó hỗ trợ được max là 64GB. Nhưng mà để ổn định nhất thì mọi người nên sử dụng 32GB. 64GB thì thẻ nó hay bị chết. Đây là cái khe cắm thẻ. Thì cái mặt thẻ này ngửa ra ngoài nhé. Cắm vào. Xong dùng móng tay đẩy vào. Đấy, nghe tách cái là được. Tiếp theo là mọi người đi dây. Đi dây. Đấy, đi dây thì mọi người có thể luồn cái này ra phía sau cái gương. Xong rồi cắm vào đây. Chân sạc đây. Đấy, ok. Xong rồi đi lên phía trên trần. Thì các xe nào, các dòng xe thì cũng có đi như này hết. Xe nào cũng như nhau. Đến cái phần này thì mọi người lôi cái miếng cao su này đây. Đấy. Xong rồi lôi cái ốp sườn này cho luồn dây vào trong. Thì cái này mọi người cứ lôi thoải mái, nó có cái nút ở đây là gắn lôi rất là dễ thôi. Đấy, nó gắn khớp hết rồi. Mọi người cứ mạnh tay. Xong rồi đi đến đâu thì nẹp luôn cao su lại. Đấy. Đến đây. Rất là nhanh thôi, em lắp chỉ trong vòng mấy phút. Đấy. Đến xuống dưới đây thì mọi người lại đi luồn vào phía đây, lôi hẳn cái miếng ở dưới này cũng được luôn. Đấy, lôi cái miếng này. Lôi miếng này xong rồi cho gắn vào đây. Đi vào trong này. Xong ở dưới này thì mọi người sẽ tùy những cái dòng xe thì nó sẽ có những cái khớp hoặc cái để mình gắn móc lên. Đấy. Đấy. Ok. Xong rồi sẽ đi tùy cái dòng xe nhá. Thì mọi người sẽ có cách giấu dây riêng để làm sao cho gọn nhất. Đấy. Thì nó chỉ thừa một tí dây ở phần này thôi. Ok, đó. Vậy là cơ bản để cho mọi người dễ hình dung. Thì tùy những dòng xe thì mọi người sẽ tìm cái điểm nối và móc cái dây lên cho nó gọn. Tiếp theo là mọi người cắm cái tàu này vào. Đấy. Cái này thì em chưa dùng để đây cố định, tại vì muốn quay nhanh cho mọi người thôi để hình dung. Finish rồi.
gắn cam xong, bây giờ em sẽ khởi động. Mọi người này, khi khởi động lên thì nó sẽ như thế này. Thì nó có 4 cái nút này, tương đương với những cái nút cài đặt và setting, à cài đặt riêng. Đây, thì khi khởi động lên nó ở tiếng Anh luôn nhá. Thì mọi người sẽ chọn vào cái nút ngoài cùng bên phải. Đây. Đấy. Đây là để cài đặt ngày giờ. Đấy. Ví dụ hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 11. Hôm nay là ngày 11 tháng 01 2020. À, mấy giờ nhỉ? 10 giờ đúng không? 10:47. 10:47. Đấy, ví dụ như 49, 48 đây. Ok. Cài đặt xong rồi mọi người nhấn tiếp. Đấy, nó sẽ hỏi format thì à. Ok, mọi người chọn format. Đấy. Đấy, như thế xong rồi bắt đầu mọi người chỉnh cái mắt cam làm sao cho nó phù hợp. Đấy. Ok. Sau khi chỉnh mắt cam thì mọi người sẽ tải cho em một cái ứng dụng ở điện thoại. Để sau này có cái vấn đề gì thì mọi người sẽ tải clip ở trên điện thoại luôn. Đây. Cái tên ứng dụng nó tên là 70 Mai mọi người nhá. Đây, 70 Mai này. Đây em đã tải sẵn về máy. Bắt đầu mọi người đăng nhập. Thì khi chưa có tài khoản thì vào khi đắp đúp vào cái ứng dụng thì nó sẽ như thế này. Thì có thể mọi người chọn cái hình thức là đăng nhập bằng Facebook luôn hoặc là tạo tài khoản bằng Gmail. Tạo tài khoản bằng Gmail thì mọi người sẽ ấn vào setup này. Đấy, điền thông tin Gmail, mật khẩu thì nó sẽ gửi một cái mã về Gmail, xong rồi mọi người điền vào là đăng ký thành công. Như em đăng ký đăng nhập bằng Facebook thì nó nhanh. Đấy. Mọi người có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc đăng ký Gmail đều được. Ok. Khi đăng nhập bằng đăng nhập vào ứng dụng thành công thì mọi người sẽ kích hoạt cái wifi ở trên cam. Cái wifi này là để nó phát ra cái tín hiệu để mình kết nối với ứng dụng. Đây, mọi người nhấn vào cái nút ngoài cùng bên phải, nhấn vào cái chữ wifi, nhấn tiếp. Đấy, nhấn tiếp cái nữa thì nó bổ cái gạch chéo đi thì nó sẽ hiện cái wifi của cam lên. Đấy. Sau khi nó hiện lên thì mọi người quay lại ứng dụng. Mọi người vào cái Not Connect. Đấy. Chọn cái connect này này. À, đầu tiên là mọi người phải chọn đúng cái hình cam nữa. Đây, mọi người vào cái hình người này này. Đây, vào cái Archiver này này. Xong rồi mọi người phải chọn cái hình cam. Cái này là 70 Mai Dash Cam Line này. Mọi người chọn vào đây. Đấy, ok. Connect. Xong vào wifi. Thì nó sẽ sổ ra cái địa chỉ cam. Đây. Mật khẩu của nó thì mỗi dòng cam thì nó mật khẩu riêng. Như con cam này là mật khẩu này là 6112500. Ok, bây giờ sẽ điền mật 6112500. Ok, kết nối. Thì nó chỉ cần kết nối lần đầu thôi mọi người. Những lần sau thì mọi người chỉ cần bật wifi ở trên cam thì nó sẽ tự connect ở điện thoại. Mọi người đợi lát cho nó kết nối. Ok, đợi nó tích xong. Ok, kết nối thành công. Mọi người quay lại ứng dụng này. Đấy. Đấy, nó sẽ hỏi cô fit. Đây, mọi người đút vào đây. Ok. Đấy. Nhấn vào Open Dash Cam. Đấy. Như thế là ok rồi đấy mọi người. Đây, mọi người xem này. Nét rồi. Đấy. Như thế là kết nối thành công rồi mọi người nhá. Ok. Bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tải clip về này. Thằng Linh Tuấn. Đây là ví dụ như là để tải clip về thì mọi người vào phần album này. Đấy. Đấy. Nãy giờ là được 4 clip rồi nhá. Đây, ấy vào đây. Bây giờ ví dụ như là mọi người muốn cái tải cái clip ở cái sự kiện nào đấy, ở khung giờ nào đấy thì mọi người sẽ xem cái thời gian. Ví dụ đây là 10:48, 49, 50, 51.
thì cứ một clip là 1 phút. Ví dụ em muốn tải cái clip 10 giờ 48 này. Đây. Đấy. Mọi người sẽ kích vào clip xong rồi chọn vào phần download. Đối với iPhone thì mọi người phải download 2 lần mọi người nhá. Tại vì cái lần đầu thì nó tải thì nó đang nằm ở ứng dụng. Còn đối với các dòng Android thì tải phát về luôn phần album luôn. Ok, đợi nó tải về ứng dụng. Thì đối với những anh em dùng iPhone thì đến cái đoạn này chú ý nhá. Còn Android thì đến đây là xong rồi. Android thì chỉ cần download cái này thì nó sẽ về album thành công rồi. Còn iPhone thì nó đang thêm một bước nữa. Cái này thì độ phân giải nó rất là cao nên là clip rất là nặng, tải nó sẽ hơi lâu. Thường thường thì cái clip này tải về xem trên điện thoại rất là nét. Nhưng mà mọi người nếu mà đăng lên trên Facebook mà không để cái chế độ HD ấy, hoặc là mạng kém thì lên thì độ phân giải nó giảm đi rất là nhiều. Cho nên là những cái clip mà quảng cáo em hay đăng lên thì độ phân giải nó đã giảm đi rất là nhiều. Còn cái này xem trực tiếp trên điện thoại khi tải về thì rất là nét luôn. Ok, đây là tải về ứng dụng thành công, mọi người sẽ nhìn này. Quay về này. Quay về tiếp. Nhấn mũi tên quay về liên tục. Đây, đến đây mọi người chọn ok. Đấy, đến cái màn hình chủ này. Mọi người chọn vào cái hình người. Đây. Xong vào cái phần load cut album. Đây. Đấy, My Photo là cái phần ảnh thì nó sẽ nằm ở đây. Còn My Video là nó sẽ nằm ở đây. Đấy, đây là các clip em vừa tải về đây. Clip vừa tải về đây. Đấy, 1 phút. Đấy. Bây giờ mọi người sẽ xuất ra album ở ngoài điện thoại. Mọi người chọn Xbox. Đấy, ok. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem nó đã nằm ở phần album chưa nhá. Đây. Album. Đấy. Ok chưa? Rất dễ dùng. Đấy. Anh em ở xa có thể tự mua về lắp được nhá. Để không phải mất cái phí lắp đặt. Còn anh em ở gần ở khu vực Hà Nội nếu mà lười không muốn lắp đặt và cài đặt thì cứ inbox cho em sẽ hỗ trợ tận nhà. Cảm ơn anh em.